còn được giao tiếp và học hỏi những du khách trong và ngoài nước và giới thiệu cho họ cảnh đẹp của quê hương mình. Và du lịch đã làm cho cuộc sống của tôi tốt đẹp hơn. Chính vì vậy nên tôi phải bảo vệ, gìn giữ để khu du lịch ngày càng phát triển. Mình cảm thấy rất là tuyệt vời, rất là thân thiện và phong cảnh rất là đẹp. Không phải người Ninh Bình nhưng mà mình rất là tự hào vì ở đây được gọi là một trong những 10 địa danh thân thiện nhất thế giới. Để cho ngành du lịch cũng phải có những cái phương án về từ cái công tác mà truyền thông, từ cái công tác mà xây dựng cái sản phẩm, rồi nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm và đồng thời với cái việc là để chuẩn bị các cái điều kiện tốt nhất để phục vụ cho du khách.